nên ca sĩ Trần Anh sẽ dành tặng cho tất cả chúng ta một nhạc phẩm mà anh sẽ giới thiệu ngay bây giờ. Xin cảm ơn bạn MC. Kính thưa quý cha, kính thưa quý thầy, toàn thể quý vị, ngày hôm nay thì chị Nhà Anh rất là vui khi nhận được lời mời từ phía anh Ngọc, em Trần Đăng Linh đến từ phòng thu âm Hà Nội Rec. Đây là một có thể nói là một gia đình thứ hai, một gia đình âm nhạc mà đã giúp cho chị Nhà Anh trau dồi cái chuyên môn giọng hát của mình, tiến bộ từng ngày. Ngày hôm nay rất là cảm ơn anh Ngọc và cảm ơn anh em Trần Đăng Linh đã giới thiệu cho chị Nhà Anh đến đây để gặp gỡ với một không gian, một không khí rất là vui như này. Xin được gửi lời chúc tới quý cha, quý thầy cùng toàn thể quý vị, chúc tất cả mọi người luôn luôn mạnh khỏe và luôn luôn hạnh phúc. Và để góp vui cho chương trình ngày hôm nay thì chị Nhà Anh xin được gửi tới toàn thể quý vị một sáng tác nhạc tiền chiến rất là lâu rồi, một nhạc phẩm rất là hay của nhạc sĩ Từ Công Phụng. Kính mời toàn thể quý vị lắng nghe bài hát được mang tên đề Tuổi Xa Người và rất mong một Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.